Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 101 Tần Hoan tò mò nên cũng nhìn chằm chằm vào Yến Trì, hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng nên thần sắc hơi lộ ra ý cười. Ngụy gia đại công tử, tên thật là Ngụy Kỳ Chi, là con vợ cả của gia chủ ngụy gia cùng với tiểu thư quốc công phủ, do là con trai trưởng cho nên trong nhà hết mực sủng ái. Trước đây cũng từng có tin đồn ngụy gia và quốc công phủ thân càng thêm thân, thế nhưng sau này ngụy gia suy tàn, dần dần quốc công phủ cũng chướng mắt ngụy gia, mà vị con trai trưởng này vốn tâm cao khí ngạo lại biết rõ tâm tư của ông ngoại mình và cứu cứu, cho nên mới không hề thích lui tới cùng với quốc công phủ. Không chỉ thế, người của ta còn điều tra ra được có vài lần hắn cãi vá với quốc công phủ mà chẳng kinh nề gì khiến đám hạ nhân ai cũng biết. Vì ngụy gia đại công tử này thích đàn là thật, thế nhưng chẳng kiên trì được bao lâu đã chuyển sang thích thuần dưỡng bảo mã, vì thế tiêu xài rất phung phí. Ngoài ra thói quen của hắn cũng hơi đặc biệt, đồ đạc trong nhà đều không được sơn lên, tất cả đều phải làm bằng xứ. Còn nữa, đúng thật là hắn thuận tay trái, nghe đồn bởi vì hắn thuận tay trái nên ngay từ bé đã luôn luôn bị người đời phỉ nhổ, trên người hiện ra nhiều nốt đỏ đáng sợ, sau này chuyển sang dùng tay phải thì mới tốt dần lên. Ngụy Ngôn Chi chính là thứ tử con của thiếp, 5 năm trước mẫu thân thân sinh đã chết vì bệnh tật, từ 6 năm trước hắn đã được mang đến nuôi dưỡng trong viện của chủ mẫu. Hắn rất thân thiết với Ngụy Kỳ Chi, từ bé đã đi học chung, Ngụy Kỳ Chi làm cái gì thì hắn cũng làm theo cái đó, Ngụy Kỳ Chi thuần mã thì hắn đi lắp yên, Ngụy Kỳ Chi thích đàn thì hắn học cách đéo đàn. Ngụy Kỳ Chi muốn gia nhập vào tuần phòng doanh thì hắn cũng đi chung cùng nhau rèn luyện. Có điều sau này tính cách Ngụy Kỳ Chi kiêu ngạo, không muốn nhận ân huệ gì từ quốc công phủ nên cuối cùng chỉ có Ngụy Ngôn Chi gia nhập vào tuần phòng doanh. Có tin đồn vì việc này mà Ngụy Kỳ Chi trở mặt với Ngụy Ngôn Chi. Hạ Nhân cũng đã từng thấy Ngụy Kỳ Chi đánh nhau với Ngụy Ngôn Chi nhưng Ngụy Ngôn Chi chưa bao giờ đánh lại trên dưới ngụy phủ ai ai cũng ca ngợi vị nhị công tử này, ngay cả quốc công phủ cũng hận vì sao nhị công tử lại không phải là con ruột của tiểu thư quốc công phủ. Thậm chí chân của ngụy kỳ chi cũng do vị cứu cứu ruột này đánh gãy, vì thế tiểu thư quốc công phủ còn âm ý đòi treo cổ tự tử. Nhưng vì hôn sự của Tống Nhu cho nên ngoài mặt hai nhà vẫn sóng êm bể lặng, việc này thì chỉ có vài nô tỳ thân cận mới biết được thôi. Yến chỉ nói không nhanh không chậm, Tần Hoan nghe thấy thế vô tình bước chân cũng chậm hẳn lại. Thường ngày chỉ cần đi một khắc là đến, thế nhưng hiện tại đã đi được một khắc rồi nhưng mới được khoảng sáu phần quãng đường. Lục tụ và Phục Linh đi theo ở phía xa đương nhiên không dám quấy nhiễu hai vị chủ tử nói chuyện, mà đứng từ xa nhìn lại chỉ thấy bóng dáng hai người này rất xứng đôi vừa lứa. Bọn họ tính cách tương hợp, rõ ràng chỉ mới quen biết có nửa tháng, còn chưa tính là bạn bè quen thuộc, thế nhưng nhìn qua thì lại thấy cực kỳ giống như bạn trí cốt lâu năm vậy. Càng kỳ quái hơn nữa, vị duệ thân vương thế tử điện hạ với danh xưng ma vương khi đứng ở bên cạnh tần hoan thì toàn bộ khi phách ngang tàng cao cao tại thượng khiến người đời ai cũng khiếp sợ kia chẳng hiểu sao lại tiêu biến hết. Một bên là yến chỉ kiêu ngạo vô song. Còn một bên là tần hoan với khí chất cao quý tao nhã lại thuần khiết như hoa lan mùa thu. Nàng sánh vai đi bên cạnh Yến Trì, Dáng vẻ trầm tĩnh và độc lập của nàng không hề bị lu mờ bởi hắn, thậm chí còn bổ sung cho nhau càng thêm rực rỡ, khiến người bên ngoài nhìn vào bọn họ trông rất cảnh đẹp ý vui. Tần Hoan nghe xong lời Yến Trì nói, sắc mặt hơi tối lại. Nói như thế thì thân phận của Ngụy gia nhị công tử cũng không có chỗ nào khó xử. Ngoài trừ xuất thân gia thì hắn đối nhân xử thế hay làm việc thì đều rất thỏa đáng, chắc hẳn gia chủ Ngụy gia rất hài lòng về hắn. Yến Trì gật đầu, Đúng là như thế, gia chủ Ngụy gia đối xử bình đẳng với hai người bọn họ, thậm chí còn tán thưởng hắn nhiều hơn. Có điều, Yến Chỉ đột ngột dừng lại, giọng nói trầm hẳn xuống. Có điều trên đời này không có gì hoàn hảo, con người mà hoàn hảo quá thì chắc chắn là giả dối. Trong lòng ta vẫn còn nghi vấn, nhưng lần này do thời gian quá gấp rút cho nên mới không điều tra kỹ càng mọi chuyện được. Tần Hoan trầm ngâm một lát, đúng là trên đời này không có gì hoàn hảo cả chỉ hy vọng biểu hiện của ngụy gia nhị công tử đều là tự nhiên. Nếu như trong lòng hắn có oán hận nhưng vẫn phải thể hiện sự vui vẻ đón nhận ra ngoài mặt thì chắc hẳn trong tim hắn phải cực kỳ đau khổ. Nói xong tần hoan lại nhìn về phi Yến Trì. Ngụy gia đại công tử quả thật đã bị nguyền rủa Chấm. Yến Trì lắc đầu. Đương nhiên ta không tin vào mấy chuyện nguyền rùa. Đây tuy là bí mật không thể nói rõ của Ngụy Phủ và Quốc Công Phủ thế nhưng phàm là hại nhân sống ở đây lâu thì đều biết đến chuyện này ta nghĩ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Trên đời này nguyền rùa hay quỷ thần thì đều là con người làm ra, trước đây ngụy gia cũng là danh gia vọng tộc, cho nên mấy chuyện ẩn khuất này người ngoài cuộc như cũng ta không thể hiểu hết cũng đúng. Trong giọng nói của Tần Hoan có cảm giác rất lạnh lùng, khiến cho Yến chỉ quay sang nhìn thẳng vào nàng. Cửu cô nương đã từng chứng kiến rất nhiều tranh đấu bên trong các nhà danh gia vọng tộc. Hắn vừa hỏi xong thì Tần Hoan mới âm thầm dùng mình. Đương nhiên không phải, chỉ là tấm gương tần phủ ngay trước mặt. Trung Dũng hầu phủ ở Kinh Thành, Tam Phòng ở Cẩm Châu, đâu cũng không hề thiếu mấy việc tranh đấu này, suy nghĩ một chút là hiểu thôi. Ánh mắt Yến chỉ sâu sắc nhìn nàng một chút rồi cong môi không nói lời nào. Tìm tần hoan đập nhanh hơn một nhịp, nói chuyện cùng Yến chỉ thật là mệt, hắn nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, chẳng biết lúc nào sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở đang mải nghĩ ngợi thì tần hoan ngừng đầu lên đã thấy viện của thái trưởng công chúa ngay trước mặt trong lòng mới buông lỏng ra một chút nàng vội bước nhanh hơn tần hoan suy nghĩ không sai đúng là yến trì rất nhạy cảm hắn đương nhiên nhận ra nàng đang lúng túng muốn chạy trốn hắn cong cong khóe môi sắc mặt cũng tươi lên nhiều càng ngày hắn lại càng hiểu rõ chuyện gì có thể khiến cho tần hoan căng thẳng Mặc dù trong chốc lát hắn vẫn chưa nhận được đáp án mình mong muốn thế nhưng ít nhất cũng khiến cho hắn xác định được phương hướng. Tần Hoan bước vào viện, hôm nay lại không thấy thái trưởng công chúa ngồi trong buồng mà người đang được Nhạc Ngưng và Giang thị đỡ hai bên đi bộ từng bước từng bước nhỏ xung quanh sân. Nhạc Thanh đứng phía sau cũng đang cầm một cuốn sách gì đó đọc cho thái trưởng công chúa vừa nghe vừa đi lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân Nhìn thấy người đến là Tần Hoan thì vội vàng quẳng cuốn sách xuống rồi chạy đến bên cạnh nàng. Cửu cô nương sao lâu như thế mới đến đây? Lục tụ ra ngoài cũng được gần nửa canh giờ rồi. Thấy nhạc thanh niềm nở như vậy khiến bước chân thái trưởng công chúa ngưng hẳn lại. Bà liếc nhìn Giang Thị một cái nhưng Giang Thị lại có ý định mặc về. Đáy mắt bà hơi tối lại. Hoan nha đầu, mau đến đây. Tần Hoan còn chưa trả lời câu hỏi của nhạc thanh, vội vàng chạy lên hành lễ giang thị đỡ nàng dậy hoan nhi đến rồi là tốt con đi dạo cùng với mẫu thân đi ta phải đến tiền viện xem thử phu nhân cứ bận rộn đi tần hoan chạy qua nâng tay thái trưởng công chúa giang thị cười rồi rời đi thái trưởng công chúa nhìn nhìn nhạc thanh rồi lại nhìn yến trì sao các ngươi lại đến đây cùng nhau yến trì khẽ cười lúc con hồi phủ đã thấy cửu cô nương đang dừng chân ở tiền viện cho nên mới tiện đường cùng đến đây ồ Thái trưởng công chúa nhuyến mày rồi lại nhìn tần hoan. Chẳng trách vì sao lâu như thế con mới đến đây, hóa ra là gặp hoác chi phủ ở tiền viện à. Tần hoan gật gật đầu, lục tụ đứng bên cạnh không nhịn được mới nói. Lão phu nhân không biết đấy thôi, hôm nay cửu cô nương lại giúp chi phủ đại nhân một đại ân, nô tỳ đứng bên cạnh nghe mà đã cảm phục không thôi rồi. Đáy mắt thái trưởng công chúa sáng lên, chỉ chỉ vào ghế đá có trải nệm. Nhạc ngưng và tần hoan hiểu ý cùng nhau đỡ bà đến đó ngồi xuống. Thái trưởng công chúa nhìn lục tụ nói. Sao lại thế? Ngươi nói hết ra xem nào. Lục tụ hồ hời kể lại cực kỳ sinh động. Nào là tần hoan và từ hà gặp mặt ra sao? Hỏi chuyện làm mất xương thế nào? Làm sao phát hiện bên trên nghiệm trạng có mùi kim ngọc nối xương? Cửu cô nương chỉ nhờ người ra được mùi của kim ngọc nối xương. Lại hỏi thời điểm lần trước từ ngỗ tác bị mất đồ, sau đó đoán ra được tên tiểu tặc trộm đồ là ai hiện tại tri phủ đại nhân đã ra ngoài bố trí rồi lão phu nhân người nói xem vì sao cửu cô nương chỉ nhoáng cái mà đã có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy ngay cả thuốc cũng chỉ ngửi một cái là nhận ra thái trưởng công chúa nghe xong vui mừng đến mức mặt mày sáng trưng Người nghĩ hoan nha đầu cũng chỉ độn như ngươi à y thuận con bé cao minh nên đương nhiên nhận ra được thuốc này nói xong bà lại nhìn tần hoan cảm thán con đúng là tiểu Bồ Tát, đi đến đâu cũng có thể giúp đỡ người khác. Lần này Hoắc Chi Phủ phá án xong chắc chắn phải cảm tạ ngươi thật đàng hoàng, nếu không thì chính ta bắt hắn phải tạ. Tần Hoan cười yếu ớt. Hoan Nhi cũng chỉ là may mắn thôi, không dám nhận cảm tạ gì cả. Hôm trước lúc gặp từ ngỗ tác chân đường con còn chưa ý thức được những chuyện này, huống chi đây cũng chỉ là việc nhỏ, không đáng để chi phủ đại nhân phải hậu tạ. Thái trưởng công chúa lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, Vụ án lần này hắn bị kẹt giữa hai bên, cả An Dương hầu phủ và Tống quốc công phủ đều không thể xem nhẹ cho nên trong lòng hắn sốt ruột hơn ai hết. Con đã giải được vấn đề cấp bách cho hắn, đương nhiên đáng phải hậu tạ. Nhạc Thanh cũng nói thêm vào. Cửu cô nương đúng thật là lợi hại, không chỉ có y thuật cao minh mà suy nghĩ lại rất tỉ mỉ. Chỉ bằng một vị thuốc thôi cũng đoán ra được nhiều chuyện như thế. Nếu cô nương là nam nhi thì nhất định có thể đi theo con đường hình ngục trở thành thanh thiên đại nhân trong lòng dân chúng rồi. Nhị công tử khen nhầm rồi, Tần Hoan chỉ gặp may mắn mà thôi. Tần Hoan cụp mắt, trả lời Nhạc Thanh đúng lễ đúng nghĩa, giọng nói cũng có vẻ xa cách. Thái trưởng công chúa nghe thấy thế sắc mặt cũng hơi tối lại. Nhạc Thanh cũng không cố tình bắt bẻ, hắn bước đến gần thêm hai bước rồi nói: "Cửu cô nương nói trước đây đã đọc qua không ít sách về hình ngục, ngoại trừ sách của Thẩm đại nhân thì cửu cô nương đã đọc những gì rồi? Có từng xem qua tranh vẽ về những bậc kỳ tài sự án bán trên phố chưa?" Tần Hoan trả lời đúng chuẩn mực. Ngoài sách của Thẩm Đại Nhân, Tần Hoan có đọc qua mấy cuốn sách linh tinh khác, đều không đáng nhắc đến. Các tranh vẽ mà nhị công tử nói Tần Hoan cũng đã từng nhìn qua một ít, lúc rảnh rỗi không có gì làm thì lấy ra giết thời gian vậy thôi. Đáy mắt nhạc thanh sáng lên, càng thêm hứng thú. Thật khéo quá, bình thường ta cũng hay xem mấy thứ này. Hai ngày trước ta tìm được trong hiệu sách kia khoảng chừng trăm bản vẽ về bao công sự án, bên trên đều vẽ những tình tiết rất kỳ lạ. Nếu như cửu cô nương thích thì lát nữa ta bảo người gói lại đưa cho cô nương mang về tần phủ xem thử. Ánh mắt tần hoan chớp lóe, nàng mím môi nói. Đa ta ý tốt của nhị công tử, xem tranh vẽ này là sở thích lúc nhỏ của tần hoan, nhưng hiện tại cũng không xem được bao nhiêu nữa. Dạo này tần hoan đang mải đọc mấy cuốn sách về y thuật, chỉ sợ là không có thời gian xem tranh rồi. Trong lòng thái trưởng công chúa thở dài một hơi, chừng mắt lườm nhạc thanh một cái oán trách tên tiểu tử hồ đồ nhà ngươi, không cho ngươi quấy nhiễu hoan nha đầu tu tập y thuật, nó còn nhỏ tuổi đã có thành tựu như vậy, tương lai chắc chắn còn có thể làm nên đại sự. Cũng không cho phép ngươi làm cho nó phân tâm, mấy cái bản vẽ bỏ đi này để tự bản thân ngươi nhìn chơi là được rồi. Nói xong bà lại bất đắc dĩ. Nhìn xem hoan nha đầu người ta kìa, tận tâm tận lực đi trên con đường mình đã chọn. Chẳng phải ngươi muốn nhập ngũ sao, hình như hai hôm nay thấy ngươi ít đến quân danh rồi thì phải nhạc thanh hơi thất vọng gãi gãi đầu nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng bao công chính là danh thần của triều trước đã xử lý được vô số vụ kỳ án có danh tiếng rất tốt và còn được ca ngợi là thanh thiên cho đến hiện tại vị quan viên được dân chúng ca tụng là thanh thiên thì cũng là một chuyện cực kỳ vinh quang trước đây hắn đã nghe thấy vài câu chuyện về bao công xử án tuy không thích lắm nhưng nghĩ đến tần hoan nói nàng từng yêu thích những thứ này nên mới cho người đến hiệu sách tìm tòi. Thậm chí còn ra giá cao để mua về rất nhiều bản khó tìm lẫn bản đơn lẻ. Hắn vốn muốn tặng vật quý, nào ngờ giai nhân hiện tại đã thay đổi sở thích, mà lại còn là sở thích mà hắn không thể chạm đến được. Chắc chắn hắn không thể mặt dày mà nói rằng hắn cũng muốn đi học y thuật được. Chương 102 Nhạc thanh ho nhẹ hai tiếng, Gần đây thân thể tổ mẫu không tốt, trong phủ lại xảy ra nhiều chuyện nữa, chờ giải quyết xong hết rồi đương nhiên Tôn Nhi sẽ đến quân doanh như mọi ngày. Còn mấy bản tranh vẽ này Tôn Nhi đọc cũng cảm giác rất thú vị, nếu tổ mẫu tò mò thì Tôn Nhi lấy ra cho tổ mẫu xem một chút. Thái trưởng công chúa bị hắn chọc cho cười rộ lên. Tên tiểu tử hồ đồ này, ngươi nói chuyện với tổ mẫu là đủ rồi. Ta đã già lắm rồi, mấy tranh vẽ này xem xong dối hết cả não, ngươi có kể lại thì ta cũng không nghe. Ngươi cứ đọc mấy chuyện du lịch ký sự để tổ mẫu nghe là được rồi, có như vậy ta cũng không cần phải đi thăm thú khắp Giang Sơn Đại Chu nữa. Còn nữa, thân thể tổ mẫu đã tốt rồi, ngươi nên đến quân doanh đi, đừng có chậm trễ nữa. Nhạc thanh vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, ngày mai Tôn Nhi lập tức đến quân doanh. Thái trưởng công chúa lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại nhìn về phía yến trì. Tiểu thất, vết thương của ngươi thế nào rồi? ở phía bắc trời đã vào thu rồi, không khí càng ngày càng lạnh hơn, hay là ngươi cứ ở lại cầm châu dưỡng lành vết thương rồi hắn quay về, đỡ phải vất vả đau đớn dọc đường. Sắc mặt Yến chỉ ấm áp. Vết thương của con cũng đã bắt đầu khép lại, cô nái nái không cần phải lo lắng nữa. Đương nhiên Yến chỉ sẽ dưỡng thương cẩn thận trước khi quay lại kinh thành. Từ lâu Yến Trì đã ngưỡng mộ uy danh của nhạc gia quân, lần này còn chưa đến quân danh được mấy buổi, mấy hôm nữa Yến Trì cũng phải đến đó xem lại lần nữa thì mới thỏa nguyện. Còn người Tần Hoan lập tức chừng lớn, trước đây chẳng phải Yến Trì nói chỉ ở đây 7 ngày nữa rồi phải đi sao? Hiện giờ tính ra cũng đã được 6 ngày rồi, thế nhưng đột nhiên hắn lại nói không đi nữa. Là vì Thái trưởng công chúa hay chính hắn vốn đã? Tần Hoan vừa kinh ngạc vừa phiền não, thế nhưng nàng có chừng mắt nhìn Yến Trì thì hắn cũng không nhìn sang phía nàng. Một suy nghĩ vừa lóe lên, Nàng không thể tin nổi mà nhìn Yến Trì, hắn cố ý, chắc chắn là hắn đang cố ý lừa gạt nàng. Tần Hoan nhăn mày nhìn chằm chằm sang Yến Trì, thấy hắn vẫn ung dung nhàn nhã, khiến đáy lòng nàng lại mờ mịt mê man, việc gì hắn phải làm như vậy? Nếu như hắn không nói bảy ngày sau phải đi thì đương nhiên nàng sẽ không toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho hắn. Chưa kể thời gian chỉ có 7 ngày, hại nàng phải dùng liều thuốc rất mạnh thậm chí bao nhiêu ngày nay lúc hồi phủ thì trong đầu nàng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm chuyện điều chế thuốc cho hắn. Đây quả thực là, tần hoan hơi tức giận, nghĩ đến thuốc nàng làm cho yến chỉ vẫn để ở trong tay áo nên nàng quyết tâm không đưa cho hắn nữa. Đại phu thì cũng có lúc nóng này, bao ngày nay nàng đã phải lao tâm lao lực, sớm đã vượt qua trình độ kháng chữa bệnh bình thường rồi, nhưng người này lại còn chiêu chọc nàng. Không chỉ có chiêu chọc, lại còn không tín nhiệm nàng, ban nãy nàng mới chỉ lỡ miệng hỏi hắm một câu thôi. Mấy năm nay nhạc gia quân đã không ra trận rồi, người cũng biết mà, nếu không có áp lực chiến tranh mà chỉ trông chờ vào thao luyện bình thường, suy cho cùng thì tinh thần binh sĩ sẽ bị giảm sút. Ngươi lại từ sóc Tây quân chạy qua đây, đương nhiên nhạc gia quân không so sánh được với sóc Tây quân rồi. Thái trưởng công chúa ca ngợi yến trì một cách lộ liễu trước mặt mọi người, hắn đã nhập ngũ rất nhiều năm, Rốt cuộc nhạc gia quân như thế nào thì chỉ cần hắn bước vào trong doanh trại một lần thôi cũng đủ biết rồi. Cho dù hiện tại cho dù bà có tầng bốc nhạc gia quân đến tận trời thì đến khi Yến Trì vào doanh trại hắn cũng sẽ hiểu. Yến Trì lại lắc đầu. Yến Trì đã đến quân doanh rồi, mặc dù ở lại không lâu nhưng cũng đủ để nhìn ra hạt giống tinh nhuệ vẫn còn trong nhạc gia quân. Sóc Tây quân mặc dù dũng mãnh, thế nhưng cách tổ chức và bố trí vẫn còn không thể vẹn toàn được như nhạc gia quân. Mấy ngày nay toàn bộ thân tướng bên người Yến Trì đều đang ở lại bên trong nhạc gia quân, để cho bọn họ học tác phong điều binh và kỷ luật quân đội. Thái trưởng công chúa bật cười. Các tướng sĩ vất vả thao luyện là để giết địch, cách tổ chức gì gì đó thì ta thấy sóc tây quân các ngươi thưởng phạt phân minh mới là đúng đắn nhất. Các ngươi ở ngay sát với giặc nhung, cho dù là binh tốt hay là tướng quân thì đều không thể nào buông lòng phòng bị được. Yến Trì nghe thấy lời này thì ánh mắt hơi tối, nhưng vẫn ra vẻ vui đùa. Sóc Tây Quân đã đóng ở phía Tây hơn 10 năm rồi, suy cho cùng thì cũng cần phải có quy củ, tránh cho hôm nào đó bị triệu hồi lại kinh thành thì không bị chê là thô tục. Thái trưởng công chúa nhớn mày. Thu binh về kinh thành. Yến chỉ lắc đầu. Yến chỉ chỉ nói đùa thôi, cô nãi nãi đừng tin là thật. Nói ra thì hiện tại ở phía Nam rất yên bình, thành ra nhạc gia quân lại không có đất dụng võ, cũng không biết thánh thượng có định điều nhạc gia quân đến đóng ở nơi khác nữa không. Yến Chỉ đổi chủ đề hướng đến nhạc gia quân, thái trưởng công chúa cũng trò chuyện tiếp với hắn. Tần Hoan không hiểu chuyện tình trong quân đội nhưng trong giọng điệu vừa rồi của Yến Chỉ cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nàng hoài nghi có lẽ sóc tây quân sẽ có thay đổi gì đó. Từ xưa đến nay bình quyền luôn là chuyện mà hoàng gia kiêng kỵ nhất. Nếu như trong quân có biến thì nhất định triều đình cũng sẽ gặp sóng gió. Lại nghĩ đến vết thương của Yến Chỉ trong lòng nàng cũng cảm thấy căng thẳng thay hắn mặc dù nghĩ đến thôi nhưng dù sao cũng là binh quyền của triều đình ở cách tần hoan quá mức xa xôi rồi rất nhanh nàng đã thu lại suy nghĩ của mình rồi tự nhiên cảm thấy hơi bất lực đừng nói là binh quyền triều đình mà ngay cả kinh thành thôi cũng đã cách nàng quá xa rồi mà nếu như không trở lại kinh thành thì chuyện mà nàng mưu cầu sẽ không có cách nào thực hiện được nữa nói chuyện một lúc thì sắc mặt thái trưởng công chúa cũng lộ ra vẻ mệt mỏi Tần Hoan và Nhạc Ngưng đỡ Thái trưởng công chúa đi vào phòng trong. Tần Hoan bắt mạch lại một lần nữa xác định thân thể Thái trưởng công chúa không còn gì đáng ngại thì mới cùng Nhạc Ngưng ra ngoài. Ra khỏi viện của Thái trưởng công chúa, Nhạc Ngưng nhớ rất rõ ước định ngày hôm qua của nàng và Tần Hoan nên vội hỏi. Thứ người ngâm kia đã phai màu ra chưa? Tần Hoan gật đầu. Sáng nay lúc ta rời đi đã thấy nhạt màu đi nhiều rồi. Đáy mắt Nhạc Ngưng sáng lên. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi tần phủ, ta phải đi xem xem rốt cuộc đấy là cái gì. Nhạc Thanh đi theo tần hoan ra ngoài, nghe thấy thế vội hỏi. Muội muội muốn đi xem cái gì thế? Tần Hoan đang định trả lời thì nhạc ngưng lại kéo nàng lại. Nhị ca đừng quan tâm, đây là chuyện của các cô nương. Nói xong lại nhìn sang Yến Trì. Lại mượn thì vệ của Thế tử Điện Hạ dùng một chút, làm phiền đưa bọn ta đến Tần Phủ. Yến Trì nhíu mày, còn chưa kịp trả lời thì Tần Hoan đã lấy một bình thuốc từ trong tay áo ra, nàng đưa cho Phục Linh rồi nhìn qua Yến Chỉ nói. Đây là thuốc trị thương của Điện Hạ, thuốc này có thể dùng trong vòng nửa tháng, thương thế của Điện Hạ đương nhiên không đáng ngại nữa. Tần Hoan cố tình nhấn mạnh vào từ, dùng kia khiến cho trên mặt Yến Chỉ thoáng hiện ý cười. Hắn cầm lấy bình thuốc mà Phục Linh đưa lên rồi dặn dò Bạch Phong ở phía sau. Đưa quần chúa và cửu cô nương đến tần phủ cẩn thận. Vâng, thuộc hạ đã gió. Bạch Phong cung kính đáp lời, nhạc ngưng vội vàng kéo tần hoan ra khỏi phủ, lên xe ngựa rồi mới nói. Hôm qua lúc ta quay về đã suy nghĩ một chút, thứ kia nhìn giống như lụa mỏng dùng sợi bông gai dệt thành, có thể mỏng như cánh ve. Thế nhưng thứ đó chủ yếu chỉ để trang trí trên y phục hoặc làm hoa lụa gắn trên áo khoác, sao lại chui được vào bụng tống nhu. Tần hoan hơi trầm tư, bỗng nhiên cảm thấy suy đoán của nhạc ngưng giống thật hơn là phục linh, nàng lắc đầu. Chắc chắn sẽ có lý do, càng kỳ lạ thì càng có vấn đề, lát nữa về rồi tiếp tục quan sát. Nhạc ngưng gật đầu. Theo như suy đoán của ngươi, ngụy gia đại công tử kia có lẽ sẽ rơi vào bẫy của hoắc tri phủ. Một khi đã tóm được người rồi thì chỉ cần tra hỏi xem hắn giấu đầu của tống tiểu thư ở đâu thì vụ án này có thể kết thúc rồi. Tần Hoan cười nói. Hiện tại ta cứ nghiên cứu xem đây là thứ gì đã, cũng không phải vì giúp chi phủ đại nhân phá án đâu." Nhạc Ngưng bĩu môi. "Biết rồi biết rồi, người là đang tìm hiểu đến tận cùng." Ban đầu Nhạc Ngưng rất ít nói, thế nhưng hiện tại nàng lại hoạt bát như những nữ nhi cùng trang lứa của nhà bình thường, hai người nói nói cười cười suốt dọc đường đi. Mãi cho đến tận cửa Tần phủ rồi hai người vẫn không cảm giác được thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Cả hai cùng vào phủ nhạc ngưng còn suốt ruột hơn cả tần hoan, nàng chạy một mạch vào đinh lan huyền. Nhanh lên, cất ở đâu rồi? Tần hoan thấy hiếm khi mà nhạc ngưng vội vàng như thế liền bật cười. Quần chúa gấp làm gì, để ở bên trong phòng. Nhạc ngưng nghĩ lại cũng thấy bản thân mình thật kỳ quái. Rõ ràng đây chỉ là chuyện nhỏ vậy mà ta cứ có cảm giác giống như bao công phá án vậy, cứ như chúng ta đang đi tìm tòi chứng cứ mấu chốt nhất. Ý cười tần hoan càng sâu ta thấy hay là quần chúa lấy mấy bản vẽ của nhị công tử mang về phòng mình đi, xem xem bao công kỳ án đích thực là như thế nào. Nhạc ngưng nghiêng người liếc mắt nhìn tần hoan. Nhị ca ta là chuẩn bị cho ai đó đấy chứ. Tần hoan chỉ cười mà không nói tiếp, nàng vào trong lấy cốc xứ ra bên ngoài. Nàng vừa mới đặt xuống thì nhạc ngưng đã nhanh tay nhấc nắp ra, vừa nhìn đã reo lên. À, ta đoán đúng rồi này. Tần hoan cũng thò người sang, vừa nhìn đã thấy cục đen xì kia nay đã biến thành màu xám nếu như lại ngâm lâu thêm chút nữa thì có khi màu lại càng nhạt đi nữa mà xung quanh vật đó cũng có màu đen đang phai dần ra ngoài cùng còn có một chút đồ vật bong ra khỏi tổng thể nhưng cũng đủ để thấy được vật này cực kỳ mỏng manh trông rất giống vải lụa tần hoan không trả lời ngay mà đi sang bên cạnh tìm một khay chốc khô sau đó lại lấy một đôi đũa bạc nhỏ đến nàng cẩn thận gắp lấy mảnh vải lụa tản ra trong nước, sau đó trải phẳng lên khay, cứ lặp đi lặp lại, một lúc sau toàn bộ vải lụa đã được nàng gấp hết ra ngoài phơi trên khay trúc. Tần hoan buông đũa xuống rồi lấy tay nhặt một mảnh lên vân vê rồi kéo giãn ra, đột nhiên nàng nhíu mày. Không đúng, đây không giống vải lụa. Nhạc ngưng nghi hoặc nói. Thế thì là cái gì? Ta lờ mờ có thể nhìn thấy đường vân của sợi vải thô. Tần hoan tiếp tục lắc đầu. Vải lụa khi dệt ra ít nhiều cũng sẽ thêm sợi tơ vào, trong này lại không có. Cái này, thật ra trông giống giấy hơn. Nhạc Ngưng Nghi hoặc tự tay mình nhặt một mảnh lên vê vê rồi nói. Nhưng ta cảm thấy cái này có vẻ bền chắc hơn giấy một chút, nếu như ngâm giấy trong nước lâu như vậy thì đã nát ra rồi, chứ đừng nói là còn ở trong bụng người ta. Mặc dù Nhạc Ngưng không hiểu y thuật thế nhưng cũng biết giấy khi đã nuốt vào bụng thì sẽ bị tiêu hóa đi tần hoan lắc đầu đúng là đã ở trong bụng lâu thế nhưng quận chúa có biết có một số loại giấy kết cấu cực kỳ bền chắc có thể so sánh được với vải lụa có điều nó đắt tiền hơn so với giấy thô làm từ tre trúc thôi chỉ là có rất nhiều loại giấy đắt tiền như vậy nói xong đáy mắt tần hoan sáng lên thế nhưng nếu là giấy cũng có chỗ hợp lý đương nhiên tống nhu sẽ không tự nhiên mà lấy giấy ra ăn chắc chắn bên trên giấy viết cái gì không muốn cho người khác thấy nàng ta không muốn để người khác phát hiện ra cho nên mới nuốt vào bụng nhạc ngưng cảm thấy có lý liền gật đầu chẳng lẽ là ngụy gia đại công tử viết thư gì đó cho nàng ta chẳng phải nàng ta bị giết trong rừng bạch dương à có phải ngụy gia đại công tử đã viết thư lấy cớ gì đó để dụ nàng ta ra ngoài hoặc là muốn cùng nàng ta đào hôn rồi sau đó tống nhu không thuận theo hai bên xảy ra tranh chấp rồi hắn mới động thủ giết tống nhu tần hoan khẽ gật đầu có khả năng này Ngụy gia đại công tử đuổi theo đến đây từ xa xôi nhìn dặm thì nhất định phải có mục đích gì đó. Có lẽ hắn và Tống Nhu thật sự là thâm tình nên mới muốn đưa nàng đi trốn, nhưng Tống Nhu cảm thấy không thể trái lại ý muốn của gia tộc cho nên mới cự tuyệt. Đáy mắt Nhạc Ngưng lấp lánh, suy đoán của mình được Tần Hoan khẳng định khiến cho nàng có một cảm giác thành tựu rất lớn. Tần Hoan nói xong lại nhìn cục đen xì còn lại bên trong cốc sứ trắng. Đã nằm trong bụng Tống Nhu nhiều ngày, Di thể nàng ta đã bắt đầu thối rữa rồi nên cho dù vật đó không biến thành như vậy thì cũng không thể nào nhìn ra được chữ bên trên nữa. Tiếc thật. Nhạc ngưng lau lau tay. Có cái gì mà tiếc, chúng ta chỉ cần biết đây là cái gì là đủ rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng cái này để làm thay đổi tình tiết vụ án sao? Tần Hoan cười khổ, gật đầu rồi cũng đi lau tay. Nhưng ngay lúc nàng quay đầu lại thì khóe mắt nàng đột nhiên lóe lên, Tần Hoan dừng sốt sau đó lại nhìn những vụn giấy xếp ở trên khay. Quân chúa, người xem, đây là cái gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 103, bắt được hung thủ một. Quân chúa, người xem đây là cái gì? Hả? Nhạc ngưng quay sang nhìn vào trong khay. Xem cái gì? Tần hoan căng mắt lên nhìn cẩn thận vào trong khay, nàng bê khay lên lắc trái lắc phải. Có thể là do thay đổi góc độ ánh sáng nên đột nhiên có gì đó lóe lên vụn giấy mộc mạc nằm dài rác trên khay có cái gì đó lóe sáng nhạc ngưng cũng nhìn thấy À, ta thấy rồi nhưng đó là cái gì nói xong nàng nắm chặt lấy tay tần hoan rồi sau đó lại ấn khay xuống lần này tần hoan đã nhìn thấy chỗ nào lóe sáng lên rồi nàng chỉ đơn giản nhặt mảnh vụn đó lên rồi dơ dơ ra hướng cửa sổ làm thế này thì có thể phân biệt rõ ràng được cái gì vừa mới lóe lên đây là bột vàng bột vàng Nhạc Ngưng thò đầu sang xem xét vụn giấy kia cùng với Tần Hoan. Cục giấy màu xám cho bị mục nát, chỉ còn lại có một sợi rất mỏng, đã không còn cảm thấy được đường vân trên giấy nữa. Thế nhưng ở bên trong cục giấy lại có một chấm bột vàng cực kỳ nhỏ không khác gì cho bụi, nếu như Tần Hoan không phát hiện ra thì có lẽ cũng sẽ bị bỏ sót. Tống Nhu là người bị chặt đầu nên mới chết, chứ không phải nuốt vàng mà chết, sao trong bụng nàng ta lại có bột vàng? ngón tay tần hoan vẫn đang vung vung mảnh vụn kia lên nhìn, lông mày nhíu chặt lại, nàng lắc đầu. Không phải, không phải bột vàng. Nàng tập trung suy nghĩ, một lúc sau bỗng nhiên đáy mắt sáng lên. Ta biết rồi. Nhạc ngưng quay đầu lại nhìn. Biết cái gì, ta biết đây là giấy gì rồi. Nhạc ngưng hơi kinh ngạc. Ngươi biết đây là giấy gì rồi hả? Tần Hoan gật đầu. Đây là giấy rệ kim. Nhạc ngưng ngẫm nghĩ, là loại giấy rẻ kim mà người ta còn gọi là giấy sái kim à. Tần Hoan gật đầu, nhạc ngưng lại hỏi. Sao ngươi lại biết? Tần Hoan chỉ vào vụn giấy có ánh vàng trên bàn rồi nói. Cái này không phải là bột vàng, nếu như là bột vàng thì ngay lúc chúng ta lấy ra đã có thể dễ dàng nhìn thấy rồi. Ngươi nhìn kỹ lại xem, nhìn ánh sáng phản chiếu của nó không được sáng rõ như bột vàng, cho nên đây chỉ là đá vàng thôi. Nhạc ngưng không hề biết những thứ này, ngay cả đá vàng cũng chưa từng được nghe qua, Tần Hoan liền tiếp tục nói. Giấy sái kim ngươi biết rồi đó, là giấy chỉ dành cho quý tộc mới dùng. Ngay cả nhà phú quý như Tần Phủ thì cũng chỉ dùng để viết bái thiếp lúc trong phủ có đại yến thôi, tuyệt đối không tùy tiện lấy ra để viết thư hay luyện chữ được. Còn giấy rẻ kim này mặc dù đắt hơn nhiều so với giấy bình thường làm từ che trúc, nhưng lại tiện lợi hơn giấy sái kim rất nhiều. Giấy rẻ kim có nguồn gốc từ phía nam do ở phía nam có rất nhiều đá vàng. Đá vàng này cũng chính là dùng để pha màu trong sơn. Nói xong tần hoan híp mắt lại, có vẻ như đang hồi tưởng lại cái gì. Ta từng nhìn thấy ở trong một cuốn sách, khi chế tác ra giấy rẻ kim thì không phải là trực tiếp nhuộm màu từ đá vàng, bởi vì bản chất đá vàng rất cứng nên không thể hòa lẫn vào được với giấy. Thông thường người ta sẽ pha thành sơn vàng rồi quét lên cây gỗ, sau đó mới nghiền gỗ để làm thành giấy cho nên loại giấy này ngoài màu sắc giống với giấy sái kim ra thì còn thoang thoảng mùi hương gỗ loại mùi này nhạt hơn mùi sơn trên đồ đạc rất nhiều cho nên những gia đình quý tộc bình thường rất thích dùng chiều trước đã có câu thơ một trang giấy vàng dưới gối tỏa hương ý muốn khen đám thư sinh học hành gian khổ lấy giấy để gối đầu ngủ cũng bởi vì giấy duệ kim có mùi đặc biệt nên người mùi giấy này rất dễ đi vào giấc ngủ ngay cả trong mơ cũng đang đọc sách luyện viết rất nhiều người nghe thấy câu thơ này đều tưởng đó là giấy sái kim, thế nhưng thực ra đó lại là giấy rệ kim. Giọng nói Tần Hoan rất êm tai, nhạc ngưng nhìn Tần Hoan xong rồi chỉ than thở kiến thức của bản thân thật sự là quá ít quá ít rồi. Giấy này, hóa ra lại được xem trọng nhiều như vậy. Theo như ngươi nói, giấy rệ kim thông dụng ở phía nam hơn, người đó dùng giấy này để viết thư thì cũng coi như hợp tình hợp lý rồi. Nhạc ngưng nói xong lại thở dài. Cuối cùng lần này ngươi cũng yên tâm. Điều ngươi muốn biết thì đã biết được rồi. Tần Hoan khẽ gật đầu, sau đó nhìn cục giấy rễ kim bên trong cốc xứ rồi lại lắc đầu. Đúng, cái này có lẽ vứt đi được rồi, không nhìn được nét mực nữa. Huống chi án mạng này đã có kết luận rồi. Ánh mắt nhạc ngưng nhìn Tần Hoan cực kỳ tán thưởng. Ngươi đúng là cái gì cũng phải làm rõ ràng đến cùng. Tần Hoan gọi Phục Linh đến dặn nàng bê cốc sứ ra ngoài, sau đó mới cười nói. Nếu không có tư tưởng thế này mà học y, đến lúc gặp phải những chứng bệnh khó xử lý thì phải làm thế nào? Nếu có điều gì chưa rõ, còn nghi ngờ thì đương nhiên là phải làm cho rõ ràng mới thôi. Nhạc Ngưng cảm phục, ta chưa bao giờ gặp được người nào nhỏ tuổi như ngươi mà lại hiểu biết rộng đến thế, chẳng trách tổ mẫu ta thích ngươi như vậy. Ngươi đã có thiên phú lại còn biết chăm chỉ cố gắng, đương nhiên có thành tựu rất cao so với người khác. Tần Hoan lắc đầu, rót cho Nhạc Ngưng một ly trà cũng không hẳn như vậy, đại khái là ta thích học y thôi. nhạc ngưng năm ly trà lên. phải rồi, làm điều mình thích thì đương nhiên sẽ vui lòng bỏ thời gian công sức đi tìm tòi nghiên cứu. chẳng qua là nữ nhi bình thường đa phần sẽ thích mấy thứ phong nhá như cầm kỳ thi hòa. lời này vừa nói xong thì tần hoan cười cười. ý này của quận chúa chính là khen bản thân mình cũng không phải là nữ nhi bình thường. nhạc ngưng hất hàm. chẳng lẽ không đúng à? tần hoan nghe thế liền bật cười. Ngay cả Phục Linh đứng bên cạnh cũng che miệng cười thành tiếng rồi, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên vui vẻ hẳn lên. Nếu đã nhắc đến những thứ này thì Nhạc Ngưng lại cẩn thận hỏi Tần Hoan đã đọc được những sách gì, Tần Hoan mặt không đổi sắc trả lời cực kỳ mơ hồ qua quýt, chẳng bao lâu sau lại khéo léo chuyển đề tài đi nơi khác. Hai người nói chuyện vui vẻ, ngoáng tay mà đã trò chuyện đến tận buổi chiều. Nhìn sắc trời không còn sớm nữa thì Nhạc Ngưng mới cáo từ rời đi nàng chỉ dặn dò tần hoan ngày hôm sau nhớ đến hầu phủ sớm. Nhiều ngày nay tần hoan đều đến hầu phủ rất thường xuyên, nên nếu như có hôm nào không đi thì nhạc ngưng liền cảm thấy không quen lắm. Tần hoan nghe thấy thế liền cười cười đáp lại. Tiễn bước nhạc ngưng xong thì Phục Linh liền đi vào bên trong vừa cười vừa nói. Con người quận chúa thật hiền lành, ban đầu mới gặp thì cảm thấy nàng ấy có một khí thế khiến người khác run sợ, thế nhưng hiện tại nàng coi tiểu thư như bạn bè thân thiết, nô tỳ cũng cảm thấy vui vẻ thay cho tiểu thư khóe môi tần hoan hơi cong đương nhiên tán thành lời nói của phục linh vào đến cửa phòng thì tần hoan lại nhìn thoáng qua phía cửa viện ngay chính lễ thu tịch mà trong phủ lại cực kỳ yên tĩnh phục linh đang thu dọn bàn trà nghe thấy thế cũng gật đầu nói đúng vậy phu nhân cũng chưa dẫn các thiếu gia và các tiểu thư xuất phủ chính viện trong phủ trở thành cấm địa còn nữa Mấy hôm nay trong phủ đã có nhiều hại nhân bị bán đi, có người là do tay chân không sạch sẽ, có người do ham ăn lười làm bỏ bê công việc, thế nhưng theo nô tỳ đoán được khả năng lớn là liên quan đến bệnh tình của lão gia. Tần Hoan nhíu mày, trong lòng lại tăng thêm hoài nghi. Bệnh của Tần An đã gây náo loạn đến mức đó rồi hả? Nghĩ như vậy, Tần Hoan lại hỏi: "Bên phía nhị thiếu gia thì sao?" Phục Linh lắc đầu, Ngược lại bên phía nhị thiếu gia lại không có đồng tính gì. Mấy ngày nay phu nhân bận rộn trình đốn nội viện, việc tẩy sạch giếng nước trước đây đã bị ngừng lại. Những người bị bán đi có lẽ là do nghị luận về bệnh tật của lão gia. Trên mặt Phục Linh hiện lên vẻ hốt hoảng lo lắng. Nô tỳ đã dặn bốn người kia, mấy ngày nay không được nói lung tung. Tần Hoan khẽ cười. Phục Linh càng ngày càng có phong cách của đại nha đầu rồi. Phục Linh không cần giữ lễ gì mà lẻ lưỡi. Đương nhiên không thể làm cho tiểu thư mất mặt. Chủ tớ hai người trò chuyện một lúc rồi dùng bữa tối, sau đó tần hoan lại bắt đầu làm thuốc. Nhưng đợi cho đến khi mài thuốc bột được một nửa thì nàng mới sực tỉnh, căn bản nàng không cần phải làm thuốc nữa. Yến chỉ đã không gấp rời khỏi thì nàng còn làm thuốc gì nữa. Quang chảy sang một bên rồi lại cảm thấy bực bội. Phục linh thấy thế liền kinh ngạc. Tiểu thư làm sao thế? Tiểu thư nhà nàng đã quen với việc làm thuốc vào buổi tối, có thể nói là cực kỳ đề tâm, vậy mà hôm nay sao lại không làm nữa vậy? Tần Hoan khẽ ngừ một tiếng, đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Không làm nữa, sau này rảnh rỗi thì mới làm, tối nay chúng ta ngủ sớm đi. Phục Linh trợn trừng mắt, không hiểu cảm xúc biến hóa này của Tần Hoan từ đâu mà đến. Tắm rửa xong nằm xuống rồi Tần Hoan mới nói, mấy hôm nay có thấy ai đi quanh quẩn ngoài viện chúng ta không? Phục Linh lắc đầu, không có tiểu thư hỏi cái này làm gì tần hoan nhìn lên đỉnh màn rồi trầm tư chẳng lẽ trong bốn nha hoàn kia thật sự có tay sai của hung thủ nghĩ đến đây tần hoan lại lắc đầu không có gì bắt đầu từ ngày mai ta phải tự làm chút thuốc bổ cho bản thân việc ta đã quên hết những chuyện trước kia mặc dù nói đại phu không thể tự khám bệnh cho mình nhưng ta cũng không thể nào ra bên ngoài khám bệnh bốc thuốc được phục linh thấy hơi đau lòng tiểu thư cảm thấy không khỏe Tần Hoan Trấn An. Không phải, chỉ là không nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia thôi. Em không cần phải lo lắng, mau đi ngủ đi. Lúc này Phục Linh mới tắt đèn rồi ra giường nhỏ ngay sát vách đi ngủ. Cả đêm không mộng mị, sáng sớm Tần Hoan đã đi lòng vòng trong viện một hồi rồi dùng bữa sáng. Nàng viết một đơn thuốc rồi bảo Phục Linh dẫn theo vãn đường đến kho lấy thuốc. Đơn thuốc chỉ là viết những vị thuốc tầm bổ bình thường, mà phần lớn là bổ não, chỉ cần đưa cho tiền bách nhận thấy thì hắn biết ngay ổ bệnh của tần hoan nằm ở đâu không cần phải chờ quá lâu thì trong phủ đương nhiên cũng đều sẽ biết bệnh tật của nàng lấy thuốc về xong tần hoan lại làm thuốc nửa canh giờ đến lúc người gác cổng đến nói hầu phủ cho người đến đón thì tần hoan mới ngừng tay người đến đón nàng hôm nay đương nhiên vẫn là bạch phong nàng lên xe ngựa đi thẳng đến hầu phủ hôm nay có vẻ như hầu phủ yên lặng hơn so với bình thường do hoác hoài tín tìm được phương hướng trong án mạng của tống nhu nên sương mù bao phủ khắp an dương hầu phủ bấy lâu nay cũng sắp tan đi rồi lúc nàng đến viện của thái trưởng công chúa thì thấy có vẻ như lòng dạ bà cũng thư thái lên rất nhiều rồi người tốt sẽ gặp quả lành nhiều thế hệ an dương hầu phủ đều là trung thần già trẻ lớn bé trong nhà đều hành thiện tích đức nếu như thế mà vẫn còn bị liên lụy đến nữa thì quả thật ông trời không có mắt rồi thái trưởng công chúa kéo tay tần hoan nghe nói năm nay tần phủ không đến hồ lệ thủy tần hoan trả lời tần phủ có cúng thuyền đèn nhưng do thuốc phụ bị bệnh mà lão phu nhân lại là người không thích náo nhiệt tin vào phật pháp cho nên năm nay mới không đến mấy chỗ đông người mấy ngày nay trong phủ cũng rất yên tĩnh thái trưởng công chúa gật đầu thì ra là thế bị bệnh gì vậy có nghiêm trọng không tần hoan lắc đầu chuyện này tần hoan không biết có điều chắc chắn cũng không phải bệnh tầm thường như cảm sốt thương hàn Thái trưởng công chúa nghe thấy thế liền hiểu rằng Tần phủ không muốn Tần Hoan kháng chữa cho Tần An. Nghĩ đến đây trong lòng bà cũng cân nhắc. Thúc phụ ngươi còn đang tuổi tráng niên, cho nên có lẽ cũng không có gì trở ngại. Bệnh qua đi thì lại khỏe thôi. Tần Hoan gật đầu đáp lời. Đang nói chuyện thì đột nhiên Nhạc Ngưng đi từ ngoài vào. Ta biết ngay ngươi đã đến rồi. Xem mạch cho tổ mẫu xong chưa? Tần Hoan gật đầu. Xem xong rồi. Sao thế? Nhạc Ngưng thở dài. Ngụy công tử bị bệnh đã mấy ngày nay rồi nhưng không nói ra, hôm qua ta hồi phủ mới biết được. Nếu ngươi đã xem mạch cho tổ mẫu xong thì chi bằng qua Đông Uyển xem cho hắn thử. Đương nhiên Tần Hoan chẳng có gì mà không thể cả, nàng đứng dậy nhìn Thái trưởng công chúa. Thái trưởng công chúa hỏi. Bệnh gì, có nghiêm trọng không? Nhạc ngưng lắc đầu. Có vẻ như là bệnh thương hàn, có điều thương hàn cũng có nặng có nhẹ, hắn chỉ cho thuộc hạ của mình ra ngoài mua thuốc, nhưng hắn uống thuốc mấy hôm nay rồi mà không đỡ, lạnh đến mức phải đốt lò trong phòng rồi. Thái trưởng công chúa thở dài. Hoan nha đầu, con qua đó xem cho hắn đi, dù sao cũng chẳng khó khăn gì. Tần Hoan gật đầu, chào thái trưởng công chúa xong rồi cùng nhạc ngưng đi thẳng đến Đông Uyển. Sao quần chúa biết ngụy công tử bị bệnh? Nhạc ngưng mặc trang phục mạnh mẽ, trên mặt còn hơi hồng hồng. Vừa rồi ta đến diễn võ trường lại không thấy ngụy công tử, hỏi hạ nhân mới biết vài ngày nay hắn đã không đến rồi. Trong lòng ta hơi nghi ngờ nên mới sai người đi hỏi thăm, hỏi ra thì ba ngày trước ngụy Công Tử đã lúc nóng lúc lạnh nhưng không nói với ai. Ngay cả lúc hoác hoài tín đến cha án hắn cũng không nói, chỉ bảo hạ nhân mang lò lửa vào trong phòng. Mặc dù mùa thu đã chớm lạnh nhưng làm gì đã đến lúc dùng đến lò lửa, cho nên ta đoán bệnh của hắn hơi nghiêm trọng rồi. Mới hôm trước Hoác Hoài Tín còn đến đây bảo Ngụy Môn Chi vẽ lại gương mặt của Ngụy Kỳ Chi ba ngày trước nàng cũng đã từng gặp hắn, lúc đó thực sự không nhìn ra hắn mắc bệnh gì nặng lắm. Tần Hoan cảm thấy hơi kỳ quái nhưng nhất thời không suy nghĩ sâu xa gì. chương 104 Rất nhanh hai người đã đến Đông Huyền. Nhạc ngưng quen đường nên dẫn thẳng nàng đến trước cửa phòng ngụy môn chi. Tham kiến quận chúa. Trước cửa phòng có hai nam tử trẻ tuổi canh giữ, tuổi tác cũng sắp xỉ với ngụy môn chi. Hai người cực kỳ cung kính với nhạc ngưng, nhưng khi nhìn thấy tần hoan lại hơi nghi ngờ nhạc ngưng liền nói công tử các ngươi có ở bên trong không nghe nói công tử các ngươi bị bệnh nên ta đến thăm hắn trên mặt hai thị vệ tràn ngập vui mừng một người chắp tay cười nói xin quần chúa chờ chút tiểu nhân đi báo cho công tử một chuyến hiện tại công tử đang không khỏe nên đang nằm nghỉ rồi nhạc ngưng gật đầu dù sao thì ngụy môn chi cũng là nam nhân đương nhiên phải chỉnh đống lại trang phục thì mới có thể gặp người khác tần hoan cũng đứng cạnh chờ nàng quét mắt nhìn ra xung quanh nhìn bố cục của đông uyển mặc dù là nơi cho khách ở thôi nhưng phòng ốc cũng cực kỳ rộng rãi thoáng mát trang trí hoa lệ cực kỳ đẹp mắt nhìn sang bên này tần hoan thấy tên thị vệ còn lại đứng ngoài cửa phòng hắn mặc trường bào màu xanh lam dáng người rất cao nhưng luôn cúi đầu đứng trước mặt tần hoan và nhạc ngưng ra vẻ cực kỳ cung kính chính vì vậy nên tần hoan không nhìn được ánh mắt của hắn nàng vừa rời mắt đi thì cửa phòng cũng mở ra quân chúa công tử chúng ta mời người vào trong nhạc ngưng đáp lại một câu rồi mới dẫn tần hoan vào trong vừa vào trong phòng lông mày tần hoan đã nhíu lại ở đây còn nóng hơn so với tưởng tượng của nàng lúc nàng liếc mắt sang lò lửa để bên cạnh cửa sổ thì thấy đó là một loại lò cao thiết kế cực kỳ tinh xảo có khoang rỗng như hồ lô phòng này không thiết kế hầm lửa dưới đất nên chỉ có thể dùng lò để đốt lửa có như vậy mới khiến bầu không khí nóng lên ánh mắt tần hoan lại chuyển qua chỗ khác thấy cửa sổ phía trước đóng lại nhưng cửa sau lại mở ra mở cửa rồi mà trong phòng vẫn nóng như vậy ư nhìn tiếp thì nàng thấy ở bên cạnh đặt một chén xứ có vẻ như là chén thuốc cũng đúng có một lò lửa như vậy thì tự mình sắp thuốc cũng tiết kiệm được thời gian nghĩ đến đây tần hoan lắng tay nghe nàng nghe thấy tiếng lửa cháy ngùn ngụt thì trong lòng liền khẳng định chẳng lẽ bệnh của ngụy môn chi đã nặng lắm rồi cho nên mới phải đốt cái lò lửa cháy to thế này lại đi vào bên trong thêm hai bước tần hoan mới nhìn thấy ngụy môn chi đứng ở đó mới mấy ngày không gặp mà thần sắc ngụy môn chi hiện giờ đúng là người có bệnh hắn đứng ở đằng sau cửa phòng bên trong chỉ mặc áo lót bên ngoài ngoại trừ áo ngoài thì còn khoác thêm một lớp áo choàng căn phòng nóng như vậy mà vẫn còn phải mặc áo choàng, cộng thêm tóc tai rối tung càng tăng thêm vẻ ốm yếu của hắn. Nhạc ngưng vừa nhìn thấy đã giật mình kinh ngạc. Ngụy công tử sao lại bệnh thành thế này? Khóe môi Ngụy ngôn chi khẽ cong lên nở nụ cười khổ. Thật sự là thất lễ rồi, bái kiến quận chúa, cửu cô nương. Nói xong hắn bước lên phía trước. Hai vị, mời ngồi bên này. Hắn mời hai người đến ngồi xuống ở chỗ gần cửa sổ bồm nhỏ. Thị vệ ban nãy đã bưng trà lên cho ba người rồi. Tần Hoan ngồi xuống, trong mũi người được mùi thuốc xen lẫn với mùi trà. Có thể là do Ngụy Môn Chi tự mình sắc thuốc, cho nên trong phòng mới toàn mùi thuốc. Dựa vào mùi này, nàng đã nhận ra thuốc này đúng là phương thuốc trị thương hàn bình thường. Nàng đảo mắt. Ngụy công tử đã uống thuốc mấy ngày rồi. Nàng vừa hỏi xong thì Ngụy Môn Chi cũng ho nhẹ. Ba ngày, đã uống hai đơn rồi. Nhạc Ngưng nhíu mày. Người đi đâu mua thuốc? Ngụy Ngôn Chi nhìn sang thị vệ kia, hắn vội đáp. Mua ở Đồng Thiện Đường ở Thành Đông. Nhạc ngưng lắc đầu. Lão tiên sinh ở Đồng Thiện Đường làm sao so sánh được với cửu cô nương, nếu như người bệnh nặng, cửu cô nương lại đến đây hàng ngày, sao người không cho người đến mời cửu cô nương qua giúp người khám bệnh? Ngụy Ngôn Chi ho hai tiếng rồi cười khổ. Quận chúa nói gì thế, cửu cô nương cũng không phải đại phu khám bệnh, làm gì có chuyện tùy tiện khám bệnh cho người khác. Ngôn chi không dám phiền đến cửu cô nương. Nhạc ngưng nhíu mày, tần hoan lại khẽ nói. Ngụy công tử quá câu nệ rồi, chúng ta hiện tại cũng coi như quen biết. Tần hoan cũng là đại phu nên chỉ bệnh cứu người vốn là bổn phận, làm gì có chuyện phiền toái như công tử nói. Nhạc ngưng cũng nói theo. Đúng vậy, ngươi quá khách khí rồi, hôm nay ta dẫn cửu cô nương đến đây chính là muốn để cử cô nương xem bệnh cho ngươi. Ngươi cũng đã đến đây rồi, ngươi đừng từ chối nữa cứ để cửu cô nương bắt mạch cho ngươi trước đi. Tần Hoan đứng dậy, Ngụy Môn Chi lại ho hai tiếng, vẻ mặt áy náy. Tạ, tạ ơn quần chúa và cửu cô nương. Nói xong đương nhiên hắn không từ chối nữa mà vén ống tay áo lên. Tần Hoan đến bên cạnh Ngụy Môn Chi, ngón tay đặt lên cổ tay hắn. Vừa bắt mạch nàng vừa nhìn sắc mặt Ngụy Môn Chi, mặt hắn trắng bệch, môi lại khô, hốc mắt còn ẩn hiện tơ máu thật sự là gương mặt nhiễm bệnh. Nàng kìm nén suy nghĩ rồi cẩn thận bắt mạch cho hắn, ngay lập tức nàng nhăn mày. Nhạc Ngưng nhìn thấy thế thì hơi lo lắng. Làm sao vậy? Có gì không ổn à? Tần Hoan nhìn Ngụy Môn Chi. Bệnh thương hàn của Ngụy công tử chuyển biến trầm trọng, mạch tượng khô và nổi, hàn khí trong người rất nặng. Dừng một chút nàng lại nói, chẳng lẽ Ngụy công tử dùng nước lạnh để tắm? Đáy mắt Ngụy Môn Chi kinh ngạc cửu cô nương, đúng là phi phạm. Nói xong hắn lại cười khổ. Chuyện này đích thực phải trách bản thân ngôn chi, ba ngày trước sau khi ngôn chi đi diễn võ trường về thì trên người đầy mồ hôi khó chịu, nhất thời không đợi được nước nóng nên mới dùng nước lạnh để tắm. Nói ra thì thất lễ, nhưng trước đây khi ở Kinh Thành thì ngay cả mùa đông ngôn chi cũng dùng nước lạnh để tắm rửa. Cho nên hôm trước ngôn chi cũng không để tâm, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại bị bệnh. Nhạc ngưng nghe thấy vậy tràn đầy kinh ngạc. Ngụy công tử, chẳng lẽ do hạ nhân trong phủ ta không đủ tận tâm? Nhạc ngưng cho là hạ nhân trong phủ được căn dặn nhưng lại không làm theo nên mới thất lễ với hắn. Ngụy ngôn chi vội vàng xua tay. Không không không, đương nhiên không phải, là ngôn chi tự cho rằng thân thể mình cường tráng nên mới lỗ máng rồi. Nhạc ngưng thở dài. Ngụy công tử đường xá xa xôi từ kinh thành đến đây, vốn là vất vả, sau này lại suy nghĩ lo lắng trầm trọng nên thân thể mới không được như lúc bình thường. Đương nhiên không giống với trước đây. Tần Hoan thu tay, "Đổi phương thuốc đi, phương thuốc hiện tại công tử uống chỉ chữa được bệnh thương hàn bình thường thôi. Bệnh của công tử hơi khác với thương hàn." Nói xong nàng quay lại nhìn thị vệ bên cạnh, "Mời mang giấy bút đến đây." Thị vệ kia nhìn Ngụy Môn chi một cái, thấy hắn gật đầu thì mới đi vào bên trong buồng, chẳng bao lâu sau đã mang giấy bút ra. Tần Hoan vừa ngẩng đầu lên thì hốc mắt nhất thời co rụt lại trên tay thì vệ kia cầm lại chính là giấy duệ kim. Mới hôm qua nàng vừa phân tích ra được trong bụng Tống Nhu chính là giấy duệ kim, cho nên chỉ nhìn thấy là đã khiến Tần Hoan dùng mình rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, ở phía nam thường xuyên gặp phải giấy duệ kim cũng là bình thường, hoặc là hầu phù chuẩn bị, hoặc là tự hắn đi mua. Tần Hoan thu lại suy nghĩ rồi nói chậm chậm. Ta nói, người viết, cát cánh, tế tân, Tần Hoan nói một mạch tám, chín vị thuốc rồi căn dặn. Phương thuốc này ngày uống ba lần, uống xong nếu đổ mồ hôi thì tốt. Còn nếu không thấy thì lại phải tiếp tục uống, hai hôm nay nhất định phải ăn đồ loãng, cháo nóng là tốt nhất. Ngụy Ngôn Chi vội vàng gật đầu, thị vệ bên cạnh cũng ghi nhớ lời này, sau đó mới lui ra ngoài. Nhạc Ngưng cười nói, có cử cô nương ở đây, nhất định sẽ thuốc đến bệnh tan. Tần Hoan nhìn lướt khắp phòng rồi lại nhìn về phía lò lửa. Trên người Ngụy Công Tử có hàn khí, trong phòng đốt lò đủ ấm thôi là được. Nhiệt độ cao cỡ này thành ra vừa khô vừa nóng, mặc dù đã mở cửa thông gió rồi nhưng vẫn không có lợi với bệnh tình. Vẻ mặt Ngụy Môn Chi xấu hổ. Khiến cửu cô nương chê cười rồi, đúng thật là trời vừa tối ta đã cảm thấy ớn lạnh từng cơn, cộng thêm phòng này quá rộng nên mới bảo hạ nhân bỏ thêm than. Cửu cô nương yên tâm, từ giờ ta sẽ bảo bọn họ chỉnh lửa lại nhỏ hơn chút. Tần Hoan gật đầu, đang định quay đầu lại thì ánh mắt lập tức thấy được kìm sắt để bên cạnh lò lửa. Đương nhiên kìm sắt dùng để chọc than, thế nhưng trên đầu kìm lại có dính một lớp gì đó đen xì. Tần Hoan nhìn thấy liền cảm giác như có cái gì đó bị đốt cháy rồi mới dính lên trên. Thế là được rồi, ở trong hầu phủ không cần phải khách khí thế đâu. Ngữ khí nhạc ngưng rất nhiệt tình. Chi phủ đại nhân lại bảo ngươi vẽ lại khuôn mặt đại ca ngươi hả? Ngụy ngôn chi lắc đầu. Không hề, hôm qua chỉ hỏi một chút sở thích của gia huynh. Nhạc ngưng gật gật đầu, nghĩ nghĩ xong rồi nói. Về sau cũng không cần ngươi phải vẽ nữa rồi. Ngụy ngôn chi gật đầu theo bản năng nhưng ngay lập tức lại nhớn mày. Ý của quận chúa là, chẳng lẽ gia huynh đã bị... Nhạc ngưng bật cười. Vẫn chưa, chẳng qua chi phủ đại nhân đã biết được hành tung của đại ca ngươi, cũng có biện pháp bắt hắn đi vào khuôn khổ, khả năng cao là sẽ bắt được hắn, cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Ngụy Ngôn Chi sợ hãi một lúc rồi mới cụp mắt xuống, thở dài một hơi. Biểu hiện của hắn rất rõ ràng, nhạc ngưng thấy thế cũng đồng tình. Ta biết các người huynh đệ tình thâm, thế nhưng mà người quan trọng, người hãy nghĩ đến người đã khuất là Tống Nhu, lần này bất luận thế nào thì cũng phải bắt được ca ca ngươi về hỏi tội. Ngụy Ngôn Chi cười khổ rồi nghẹn ngào. Đương nhiên ngôn chi hiểu rõ đạo lý này, một bên là biểu muội một bên là huynh trưởng cùng nhau lớn lên. Nếu như, nếu như không xảy ra chuyện này thì tốt biết bao nhiêu. Nhạc ngưng liếc nhìn tần hoan, ngay cả tần hoan sau khi nghe thấy thế thì trong lòng cũng hơi thổn thức. Việc đã đến nước này, ngụy công tử đừng quá thương tâm, chưa mắt cứ dưỡng bệnh cho tốt đã, có lẽ còn có thể gặp mặt đại ca ngươi. Nhạc ngưng có lòng trấn an, ngụy ngôn chi lại ho lên. Vâng, ngôn chia sẻ, sẽ, sẽ bớt đau lòng, khô khô khổ. Thấy hắn khó chịu như vậy nên nhạc ngưng cũng không tiện ở lâu, nàng đứng dậy rồi nói. Nhanh đi bốc thuốc theo đơn của cửu cô nương đi, hiện tại ngươi phải dưỡng bệnh mới đúng, chuyện của ca ca ngươi nếu có tin gì thì ta sẽ sai người đi báo cho ngươi biết. Ngụy ngôn chi liên tục nói lời cảm ơn, tần hoan lại nhìn lướt qua kìm sắt kỳ quái kia một cái rồi mới đi theo nhạc ngưng ra ngoài. Nhìn thấy hai người rời đi rồi thì vệ kia mới nhìn Ngụy Ngôn Chi rồi nói. Chủ tử, có cần phải đổi phương thuốc không? Ngụy Ngôn Chi lại ho một tiếng, hắn đứng dựa vào khung cửa sổ nhìn bóng dáng tần hoan và nhạc ngưng dần đi khuất khỏi cửa viện sau đó mới gật đầu. Đương nhiên phải đổi, cửu cô nương là y tiên hạ phàm, đương nhiên lợi hại hơn so với đại phu ở đồng thiện đường. Nói xong hắn đóng cửa sổ lại, nắm chặt áo choàng rồi đi vào bên trong buồng. Thị vệ lại nói. chủ tử vẫn cảm thấy lạnh à? Có cần chỉnh nhỏ lại bếp lửa không? Ngụy môn chi khựng lại rồi lắc đầu. Uống thuốc cửu cô nương xong rồi nói sau. Hiện tại ta vẫn cảm thấy lạnh lắm. Thị vệ vâng lời. Nhìn bóng lưng Ngụy môn chi lại nhịn không được mà lo lắng. chủ tử, việc kia đã qua được hai ngày rồi. chi phủ đại nhân có thể tra được đến chúng ta không? Ngụy môn chi xoay người lại, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn mang theo nét nghiêm nghị đương nhiên là không. người phải nhớ chúng ta là muốn tốt cho quốc công phủ và cả nguy phủ. đúng vậy. nhưng lỡ như bọn họ điều tra ra, ngụy ngôn chi thở dài. nhưng ít nhất chúng ta cũng đã tận lực rồi. hiện giờ đại ca có kết cục như vậy chúng ta cũng chẳng còn cách nào cả. thị vệ gật đầu. chủ tử một lòng vì quốc công phủ và ngụy phủ. nếu như thật sự đại công tử bị bắt thì cũng là đáng đời. sao hắn có thể giết biểu tiểu thư chứ? ngụy ngôn chi liên tục thở dài. Dáng vẻ hưu quạnh đi vào trong buồng. Chương 105. Tần Hoan và Nhạc Ngưng rời khỏi Đông Uyển, vừa mới đi được vài bước thì nhìn thấy hai người hầu sách giỏ lớn đến. Bọn họ thấy Tần Hoan và Nhạc Ngưng nên vội vàng bỏ giỏ xuống đất để hành lễ. Nhạc Ngưng nhìn lướt qua giỏ lớn có đậy nắp. Đây là cái gì thế? Nam Bộc đứng đầu nghe thấy thế liền trả lời. Khởi bẩm quân chúa, đây là than củi đưa cho Ngụy công tử mấy hôm nay ngày nào bọn tiểu nhân cũng đều đưa than đến cho ngụy công tử nhạc ngưng gật đầu được rồi mau đi đi hai người hầu lại sách giỏ lên đi về hướng đông uyên sắc mặt nhạc ngưng không hề thay đổi đối với việc này cũng chỉ là mấy việc vặt bình thường thôi thế nhưng tần hoan lại nhìn chằm chằm đến tận lúc hai người khiêng giỏ than đi vào bên trong đông uyên sao thế nhìn cái gì tần hoan lắc đầu rồi xoay người lại đi tiếp hàng ngày đều vào lúc này, lần nào cũng một giỏ lớn thế này. Quân chúa, ngươi không cảm thấy một ngày đốt một giỏ to như này là nhiều lắm sao? Dừng một chút tần hoan lại dứt khoát. Hoặc là nói, ngụy công tử đốt lò trong phòng đó quá nhiều. Nhạc ngưng nghĩ đến nhiệt độ trong phòng liền gật đầu. Trong phòng hắn đúng là quá nóng, thế nhưng chẳng phải là do hắn đang bị bệnh à. Người cũng đã bắt mạch cho hắn, có cảm nhận được bệnh của hắn khác thường không? Tần hoan lắc đầu. Chính xác là bệnh thương hàn." Thoáng dừng lại, giọng nói Tần Hoan đầy do dự. "Có điều thể chất của hắn rất khỏe, sao có thể đột nhiên mà nhiễm phải hàn khí nặng như vậy? Hiện tại cũng không phải mùa đông, vậy mà hàn khí trong người hắn lan ra rất nhanh, chẳng lẽ hắn cố tình ngâm người trong nước quá lâu?" Nhạc Ngưng nhăn mày, "Chuyện nam nhân tắm rửa, ta và ngươi phải hỏi thế nào?" Tần Hoan cũng biết đạo lý nào nên mới lắc lắc đầu xua tan đi tạp niệm. Nhạc Ngưng biết nàng thích suy nghĩ miên man nên mới đặt tay lên vai nàng. Được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ hắn bệnh thế nào, dù sao cứ là bệnh thật là được. Đến lượt ta sợ người yêu tư quá nàng rồi đó. Tần Hoan cong cong môi, cũng hiểu được có lẽ là do nàng nghi ngờ quá mất nên mới không nói thêm gì nữa. Nàng và Nhạc Ngưng đi thẳng về viện của Thái trưởng công chúa, cùng bà nói chuyện một lúc rồi mới cáo tư. Nhạc Ngưng tiễn nàng đến cửa phủ. Bạch Phong đang chờ sẵn ở bên ngoài. Tần Hoan nhìn Bạch Phong cảm thấy có cái gì đó kỳ quái, dù gì Bạch Phong cũng là thân vệ của Yến Trì mà hiện tại lại trở thành sa phu của nàng rồi. Lên xe ngựa ngồi xong nàng mới nói, "Bạch thị vệ, sau này cứ để sa phu của hầu phủ đến đón ta đi." Bạch Phong ở bên ngoài cười cười, "Không có gì đáng ngại cả cửu cô nương, đây cũng là mệnh lệnh của chủ tử." Tần Hoan nhíu mày rồi không nói gì thêm nữa. Quay về Tần phủ thấy ở đây vẫn sóng yên biển lặng. Hai hôm nay Tần Hoan chỉ đến Lâm Phong viện có một lần, mà thân thể Diêu Tâm Lan cũng đã có chuyển biến tốt nên Tần Hoan mới không cần phải đến đó nhiều. "Tiểu thư, có vẻ như ngày nào chúng ta cũng đến hầu phủ. Chờ mấy hôm nữa thân thể thái trưởng công chúa tốt lên rồi thì không cần phải ngày nào cũng đi nữa." Phục Linh nghiêng đầu, "Quái lại, sao hôm nay không thấy nhị công tử nhỉ?" Tần Hoan bật cười chọc ghẹo, "Sao thế?" Không thấy nhị công tử nên cực kỳ thất vọng à?" Phục Linh đỏ mặt oán trách. "Nô tỳ là vì tiểu thư nên mới nhớ lại chuyện này, vậy mà tiểu thư lại nói nô tỳ thế." Tần Hoan cười tươi hơn. "Chẳng phải hôm qua thái trưởng công chúa cũng đã nói rồi sao, người muốn nhị công tử đến quân danh nhiều hơn, hôm nay có lẽ là nhị công tử đã đến quân danh rồi, tuổi tác hắn còn trẻ, đang đúng thời điểm tốt để luyện tập." Phục Linh thở dài. "Nô tỳ còn chưa nói xong." hôm qua tiểu thư đúng là một chút tình cảm cũng không cho nhị công tử ai nghe thấy vậy cũng hiểu nhị công tử là vì người nên mới đi chuẩn bị mấy bản vẽ kia người lại nói người không rảnh tần hoan vô tội chẳng lẽ ta không thể bận rộn sao ngày nào ta cũng phải làm thuốc mà khóe môi phục linh giật giật thuốc tiểu thư làm đều đưa cho ba chữ chỉ điện hạ chưa kịp thốt ra thì phục linh đã nuốt hết vào trong bụng cho dù Yến chỉ không ở cạnh nhưng chỉ nghĩ đến thôi Phục Linh đã cảm thấy run sợ. Tốt nhất là không nên nói bậy nói bạ ở sau lưng vị thế tử ma vương kia. Tần Hoan nhìn sắc mặt là biết Phục Linh đang nghĩ cái gì, lập tức cảm thấy rất thú vị. Nàng khẽ nhấc váy rồi đi nhanh về hướng Đinh Lan Uyển, hôm nay tâm trạng nàng rất tốt, thế nhưng vừa vào cửa viện nàng đã nhăn mày. Tần Hoan dừng lại khiến Phục Linh cũng dừng lại theo, cảm nhận được tâm tình của Tần Hoan đột ngột thay rồi nên nàng vội vàng nhìn qua theo ánh mắt Tần Hoan. Vừa nhìn sang Phục Linh đã tức giận. Sao lại thế này? Ai mở cửa ra vậy? Phục Linh đi vượt qua người Tần Hoan bước nhanh thẳng đến chỗ cửa hông thông sang vườn lan. Từ đêm đầu tiên tới vườn lan gặp phải bóng người quỷ quái kia thì các nàng đã khóa chặt cửa hông lại rồi. Bình thường cũng chỉ có lúc nào đến dọn hoa thì mới mở ra, khi nào dọn xong rồi là khóa lại luôn, Chìa khóa cửa này mặc dù là treo ở gian bên cạnh cùng với khóa cửa chính, thế nhưng không có lệnh của Tần Hoan thì ai lại dám tùy tiện mở ra. Bởi vậy nên Tần Hoan mới tức giận, Phục Linh thì càng chẳng cần phải nói. Chuyện xảy ra đêm hôm đó đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Phục Linh bước vào trong cửa hông. Ai mở cửa này ra vậy? Không có lệnh của tiểu thư mà các ngươi lại. Phục Linh hùng hổ bước đến nhưng vừa mới bước vào trong thì giọng nói cũng bị đứt đoạn. Tần Hoan đi chậm phía sau Phục Linh vài bước, còn chưa biết Phục Linh nhìn thấy cái gì nhưng đã nghe được một giọng nói khác vang lên. Phục Linh tỉ tỉ, là nô tỳ là nô tỳ mở. Vãn đào, trong lòng Tần Hoan có nghi vấn, mũi lại ngửi thấy một mùi hương vật gì đó bị thiêu cháy. Nàng chạy nhanh đến cửa, vừa thấy cảnh tượng bên trong thì cũng hơi kinh ngạc. Bên trong vườn, Vãn đào đang quỳ ở góc tường, trước mặt nàng có bầy một chậu than nhỏ. Hiện tại trong chậu than có vật gì đó còn đang cháu, mùi khét cũng chính là truyền từ đây mà ra. Tần hoan nhíu mày rồi bước đến, mà vãn đào vừa nhìn thấy tần hoan đến thì vội vàng hốt hoảng, hốc mắt cũng đỏ lên. Bái kiến tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Xin người, xin người đừng bán nô tỳ đi. Nhìn nha đầu mặt tròn má đào xưa nay vẫn hoạt bát thích cười, hiện tại lại muốn khóc lóc van xin. Tần Hoan nhíu mày không trả lời mà chỉ đi đến trước xem bên trong chậu than đang đốt cái gì. Nàng vừa nhìn thì thấy bên trong thực ra là một chút tiền giấy đang cháy dở cùng với hai bộ y phục dùng vài vụn để may thành. Người đang tế lễ người thân. Vâng, nô tỳ biết sai rồi. Vãn đào quỳ úp sát xuống mặt đất, không ngừng dập đầu về phía tần hoan. Hôm nay là ngày rỗ của mẫu thân nô tỳ, nô tỳ. Nô Tỳ thấy lâu rồi tiểu thư vẫn chưa về, nên mới nảy ra tâm tư này. Nô Tỳ sợ đốt trong sân sẽ ám mùi cho nên mới đi lấy trộm chìa khóa cửa vườn lan này, định rằng đốt xong thì sẽ khóa lại, ai ngờ. Vãn Đào nói xong quả thật bắt đầu khóc thút thít. Tần Hoan vốn chỉ tức giận khi có người không bẩm báo gì mà tùy tiện mở cửa, sau khi biết đấy là Vãn Đào thì cũng vơi đi vài phần, hiện giờ nàng lại biết được nguyên nhân thì đã hoàn toàn không còn tức giận gì nữa nếu là ngày rỗ thì sao không đường đường chính chính báo cho ta biết người muốn tế lễ. Tần Hoan nói xong thì vãn đào liền sừng sốt, Phục Linh cũng kinh ngạc nói. Tiểu thư, thân làm nô tỳ sao có thể tế lễ người thân mình ở trong phủ. Nếu, nếu bị lão phu nhân biết thì cực kỳ không lành. Tần Hoan nhất thời giật mình, thẩm thị vốn không phải danh môn vọng tộc gì. Mặc dù sau khi tổng nghị thăng chức đại lý tự khanh thì nô bộc trong nhà cũng không quá nhiều. Cho nên đương nhiên quy củ cũng không có phức tạp khắc nghiệt như vậy. Thế cho nên Tần Hoan không có giác ngộ mộ của một tiểu thư danh gia vọng tộc, đột nhiên quên mất Vãn Đào không dám bẩm báo với mình cũng đúng. Nàng ho nhẹ một tiếng. Mặc dù đây là việc không nên, thế nhưng người cũng là một người con có hiếu, Tần hiếu thì không có gì sai cả. Tần Hoan nghiêm túc nói một câu để kéo lại hình tượng, rồi nàng nói tiếp. Việc này chỉ để người trong viện chúng ta biết thôi. Người cứ tiếp tục đốt đi, đốt xong thì khóa cửa lại. Dừng lại một chút rồi nàng lạnh lùng nói, "Có điều sau này, bất kể vì lý do gì, nếu không bẩm báo thì không được phép mở cửa này ra nữa." Vãn Đào cực kỳ vui mừng dập đầu lia lịa, "Nô tỳ bái tạ tiểu thư, bái tạ tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ không tái phạm." Tần Hoan vừa lòng, gật đầu rồi định ra khỏi đây, thế nhưng lúc nàng vừa xoay người đi thì đột nhiên cảm giác mình vừa nhìn thấy được cái gì đó rất quen. Nàng nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào chậu than đang đốt áo quần kia, chỉ thấy bên cạnh chậu than có một đoạn cành khô, có lẽ là Vãn Đào cầm đến để lật trở những vật đốt trong chậu. Thế nhưng ở đoạn đầu của cành khô đó có một thứ gì đó đen kịt dính chặt ở bên ngoài. Trong đầu Tần Hoan nhất thời lóe lên một suy nghĩ. Trong phòng Ngụy Muôn Chi, vật cháy đen dính ở trên đầu kìm sắt chính là dấu vết của vải khi bị thiêu đốt. Ngụy Môn Chi không chỉ đốt than trong lò mà lại còn đốt cả quần áo hay sao? Tìm tần hoan nhất thời đập nhanh hẳn lên. Vốn trước đây nàng đã từng hoài nghi Ngụy Môn Chi, nhưng tự dưng lại xuất hiện một người là Ngụy Kỳ Chi, cho nên mới khiến cho tầm mắt nàng rời đi. Sau này Hoắc Hoài Tín nghe xong lời khai của Ngụy Môn Chi thì đã chuẩn bị đi chóc nã Ngụy Kỳ Chi rồi. Có vẻ như tất cả mọi người đều cảm thấy người giết Tống Nhu chính là Ngụy Kỳ Chi. Thế nhưng Tần Hoan nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn còn có nhiều chỗ không hợp lý lắm. Ngụy Kỳ Chi làm thế nào để vượt qua trùng trùng điệp điệp thi vệ mà cải trang thành nữ thi không đầu đến dọa nàng? Nếu như người dọa nàng là Ngụy Kỳ Chi, lúc đó nàng còn chưa hề đến nghĩa trang thì làm sao hắn có thể biết nàng tinh thông nghiệm thi? Sắc mặt Tần Hoan nghiêm nghị chăm chú, cảm giác vừa mê man vừa ngơ ngác mà đi ra ngoài. Vãn Đào và Phục Linh thấy thần sắc nàng đột nhiên biến đổi nên cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng không ai dám hỏi cả. Phục Linh đi theo sau lưng Tần Hoan cũng hơi hơi lo lắng. Ngụy Kỳ Chi và Tống Nhu có tình cảm, thế nhưng hắn tâm cao khí ngạo không muốn dính líu đến quốc công phù. Ngụy Kỳ Chi đuổi theo từng nhìn dặm dùng giấy duyệt kim để viết thư dụ Tống Nhu ra ngoài, sau đó cố ý hoặc là lỡ tay giết chết Tống Nhu hắn giết tống nhu một cách tàn nhẫn sau đó không những không hề quay lại kinh thành tạo bằng chứng ngoại phạm vậy mà lại cứ tiếp tục đuổi theo đến cẩm châu đi đến cẩm châu để làm cái gì để xem sự rối loạn bên trong an dương hầu phủ hay để xem quá trình tra án của hoắc hoài tín hắn chặt bay đầu tống nhu sau đó làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay mang cái đầu của nàng đi giữa biết bao người trong đội đưa dâu tần hoan vừa đi vừa nghĩ trong đầu nảy lên quá nhiều câu đố chưa được giải đáp khiến nàng hơi nôn nóng nhưng chỉ chớp mắt sau đột nhiên tần hoan ngẩng cao đầu hai trong mắt nhìn chằm chằm vào không khí nhất định ta đã bỏ sót điều gì đó nhất định là có chỗ nào đó không đúng phục linh ở phía sau thấy thế liền hết hồn tiểu thư đang nói cái gì tần hoan lắc đầu liên tục quá nhiều điểm nói không rõ được ta nhất định đã bỏ sót gì đó nhất định đã bỏ qua điểm mấu chốt nhất phục linh muốn nói lại thôi đang định lên tiếng truyền chủ đề thì có một giọng nói vang lên ngoài cửa viện cửu tiểu thư từ ngỗ tác ở phủ nha đưa một phong thư đến cho người tần hoan dứt khoát xoay người nhìn thấy bên ngoài là nam bộc gác cổng đang đứng đó nàng không tiếp tục suy nghĩ nữa mà đành phải đi đến cửa viện từ ngỗ tác truyền tin vậy hắn đâu rồi nam bộc nâng bức thư bằng hai tay người đã đến đây rồi chỉ nói là việc này nhất định Cửu tiểu thư muốn biết nên mới đến báo cho Cửu tiểu thư một câu." Tần Hoan nhận lấy thư rồi xoay người vừa đi vào vừa đọc, vừa đi được mấy bước nàng đã nhăn mày, dưới chân cũng dừng khựng lại. Phục Linh cẩn thận tiến lên, "Tiểu thư, từ ngỗ tác nói gì vậy?" Tần Hoan vẫn đang nhìn chằm chằm vào trong thư, ánh mắt nàng lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi. Một canh giờ trước đã bắt được Ngụy gia đại công tử rồi. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn